Chào tất cả các bạn nha. Đây, nãy mình quay cho các bạn xem anh thợ lên hạ cây sài này các bạn. Cây sài cũng bành có 200 các bạn. Nằm sát với cái hàng rào nè. Đó, anh đang kéo máy cưa lên đây các bạn. Đó, anh leo là lên trên mé trên đó các bạn. Giờ anh cắt mấy cái nhánh bên kia. Bây giờ anh lên ngọn luôn các bạn ơi. Lên ngọn lên trên cái nạn trên hay gì đó. Trời ghê không? Qua mấy anh kia lộn qua mấy anh kia luôn các bạn. Có thể là anh treo hai nhánh nha các bạn, hai nhánh bên đó hay gì đó nha. Hai nhánh bên đó nó dèo ra bên cái miếng hàng rào á. Cưa lên đó bắt đầu anh leo lên ở trên tiếp nha. Rồi, anh không leo rồi, anh treo nhánh hay gì các bạn. Đó, anh leo lên trên luôn nha. Anh leo lên đó có thể là anh cọt dây vào mấy bên đó hay gì để anh treo cái nhánh hay gì đó các bạn. Bây giờ anh thuộc xuống rồi đó các bạn, anh qua truyền qua mấy bên kia, có thể anh treo dây vào cái nhánh bên kia nha. Đó. Anh qua bên đó đó các bạn, anh qua bên đó, anh để anh treo cái nhánh bên đó đó. Rồi bắt đầu anh thử sẵn anh cưa cái nhánh anh treo nãy đó các bạn. Thank you.
Ơi, ghê không? Ghê không, ghê không? Quá tuyệt luôn các bạn ơi. Quay vòng 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 luôn. Chưa có chỗ mang máy hay gì. Nó đó, bắt đầu anh xả xuống nghe mấy cái nhánh treo vậy, đừng cho nó rớt vô mấy hàng rào nha các bạn. Đó, anh xả xuống nè. Mạnh ra. Đó, bắt đầu là anh buộc cái nhánh đó đó các bạn, anh treo cái nhánh đó cho nó xây ra ngoài luôn nha, đừng cho nó rớt lên cái hàng rào dưới đây nè các bạn, hàng rào dưới đây nè. Đó, bắt đầu là anh leo lên trên đó, anh ngồi trên đó, anh chòm xuống, anh cưa cái nhánh đó dưới đó các bạn. Đó. Ê. Thôi ơi. Ghê không? Đó, bây giờ anh xả ra xuống cây xuống rồi đó các bạn. Đó, có thể giờ anh leo lên đó anh tỉa nhánh hay là anh chắc có thể tỉa nhánh nữa các bạn. Chơi luôn cái nhánh bự luôn các bạn ơi. Ê rồi anh tuột xuống, có thể là coi cái còn cái nhánh đó, coi cái anh xử lý như thế nào nha, dùng cái dây vậy các bạn ơi. Đó, anh leo xích lên trên nha, leo xích lên trên để cọc con dây nha. Đó, bắt đầu anh cưa cái nhánh sụt lọt đó luôn các bạn, nhánh bự đó. Vô cái đám nhánh này luôn. Rồi còn cái đọt cây đó đó các bạn. Đó, bây giờ anh cắt ngang đó rồi đó các bạn, ngang cho cái đọt đó. Ơi. Trời ơi. Bay bụi luôn. Đó, bây giờ anh tuột xuống anh cắt ở dưới rồi các bạn. Đó, bây giờ có thể anh tuột xuống dưới, xích dưới đó các bạn. Xích xuống rồi. Đó.
phần này hả? Dưới bàn giò không á? Này hả? Dưới bàn giò đứng đó mà thấy hả? Mấy bàn giò đứng mới gác đó. Thôi bắt đầu anh thả anh mở miệng bên đó rồi đó các bạn. Bây giờ có thể là anh qua mà đứng mé bên này anh cười cho cái lóng cây này hát cho bạn. Anh xuống anh hạ gốc nha các bạn. Đó bây giờ anh thả máy xuống rồi đó các bạn. Đó bây giờ anh tuột xuống nha. Ôi ơi, bánh một vòng luôn.